rước về nhà thêm cả đống cá lèn, cá ba đuôi luôn nè các bạn. Tình hình là mới qua hàng Nhật hốt đống cá này về nè, quá trời quá đất luôn á. Thả cái bọng cá này ra cái thau sụp khí oxy dưỡng lại một tí, chứ mấy cá mới đi đường xa về thả vô cái hồ nuôi liền là nó hơi bị mệt á. Ngoài cá ba đuôi thì nó còn cho mình thêm con cá này nữa nè, con cá ông tiên ông bụt gì á. Mấy bạn có ai biết phân biệt cá trống cá mái này không, comment cho mình biết với nha. Trong đây còn có hai cá gì mới đỉnh nữa nè, nhìn sơ qua giống như là cái con cá mặt quỷ hay mặt mai gì á, có ai biết cá này tên gì luôn không, chứ đó giờ tôi mới gặp lần đầu tiên luôn á. Mấy cái con cá đó chắc mình sẽ nuôi trong cái hồ chữ L này, mà cái hồ này dơ quá à, bởi hôm nay phải rửa lại thôi. Rửa cho nó sạch sẽ rồi thì lại bơm nước vô, bơm nước đầy rồi thì lại bắt đầu chăm vi sinh. Vi sinh OBO của nhà coi ca vừa hỗ trợ nước trong vừa hỗ trợ tiêu hóa cho cá. Đợi ngày mai nước trong với ổn định lại rồi thì thả cá vô đây nuôi thôi. Còn hôm nay thì thả tạm mấy con cá này trong cái hồ này ha. Tuy là nó hơi chặt với lại hơi nhỏ thiệt, mà để tạm một ngày chắc không có vấn đề gì đâu ơi.